Xin chào, mình là Phương Thảo, giảng viên ngành nail tại Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Vân Sinh Hà Nội. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người đắp bông hoa sứ nhé. Đầu tiên, mình sẽ cố định viên đá chân nhọn bằng một chút bột clear tại vị trí mà mình muốn cánh hoa được nhô cao lên. Sau đó lấy cục bột vừa phải, tán hình giọt lệ có đầu tròn. Chờ cho cánh xe lại, mình sẽ dùng bút để lật cánh đặt lên viên đá mình vừa đính. Ở cánh hoa thứ hai và những cánh hoa sau đó, mình vẫn áp dụng cách tán bột như cánh hoa đầu tiên mọi người nhé. Khi đặt vị trí thứ tự các cánh, mọi người lưu ý sẽ chèn nhẹ một phần lên phần cánh phía trước. Mình dùng một cục bột clear để làm đế cho cánh hoa tiếp theo. Tiếp tục xen một phần lên cánh trước và uốn cho ôm nhẹ vào móng. Ở mỗi cánh hoa, mình sẽ dùng bột màu để phẩy vào phía trong, tạo hiệu ứng chân thực nhất cho bông hoa. Mình lặp lại các bước vừa rồi nhé. Thêm một lưu ý, khi đặt cánh hoa mọi người uốn nhẹ cánh xuống một chút để tạo độ phồng và mềm mại cho bông hoa của mình. Mọi người đừng quên chèn thêm một chút bột clear vào phía dưới khe hở của cánh. Điều đó sẽ làm cho cánh hoa của mình được chắc hơn. Sau khi xếp cánh xong, mình đã hoàn thiện được bông hoa và sau đó chuyển qua bước đính đá. Ở phần nhụy, mọi người có thể đính bi hoặc cũng có thể đính một viên như mình. Tiếp theo, mình sẽ trang trí nốt phần đá xung quanh. Đây là tác phẩm, chúc mọi người sẽ thành công và đừng quên subscribe kênh YouTube để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!